Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn giáo dục công dân lớp 7 trang 40-43, sách cánh diều, bài 8 bạo lực học đường. Yêu cầu cần đạt đó là nêu được các biểu hiện của bạo lực học đường, nêu được nguyên nhân và tác hại của bạo lực học đường. Mở đầu, trường học là nơi gắn liền với lứa tuổi học trò hồn nhiên, trong sáng và cũng là nơi nâng bước cho chúng ta trưởng thành. Tuy nhiên, có một số ít học sinh đã vẫn còn những cái hành vi ứng xử chưa đúng, thậm chí vi phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng đến bản thân, gia đình, nhà trường và những người xung quanh. Hãy quan sát những hình bên để đặt tên cho mỗi hình và giải thích ý nghĩa của tên gọi đó. Như vậy, chúng ta sẽ quan sát hai hình. Thì chúng ta thấy hình đầu tiên, hình 1 đó là sự cô lập, hình ảnh là những đôi tay màu đen cùng chỉ vào đôi tay khác màu so với các đôi tay khác, cô lập và bị tách riêng ra, tách biệt với mối quan hệ khác. Còn ở hình 2 đây là đoàn kết, hình ảnh những đôi bàn tay xếp lên nhau, thể hiện sự đoàn kết. Rồi tiếp theo là phần khám phá số 1 nhỏ, biểu hiện của bạo lực học đường. Em hãy đọc các thông tin trường hợp dưới đây và trả lời câu hỏi. Thông tin: Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. Điều 2 trích 5. Bạo lực học đường là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập, xâm hại thân thể, sức khỏe, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn thương, gây tổn hại về thể chất, tinh thần của người học xảy ra trong cơ sở giáo dục hoặc là lớp độc lập. Trường hợp 1. Vì T không cho các bạn ngồi gần chép bài kiểm tra nên khi T đạt được thành tích cao, một số bạn lên mạng nói xấu T, trên lớp các bạn này lảng tránh lôi kéo những bạn khác không chơi với T. Vì vậy T cảm thấy buồn chán, cô đơn và lạc lõng trong lớp. Trường hợp 2, thời gian gần đây thấy một số bạn trong lớp trốn tiết la cà ở quán internet. H là lớp trưởng đã báo cáo với cô chủ nhiệm. Biết việc này, một số bạn trong lớp đã có lời nói xúc phạm H, có bạn còn cố tình gạt chân H, làm H bị ngã xây xát chân tay. Câu hỏi ở đây A, em hãy căn cứ vào thông tin để xác định những cái hành vi bạo lực học đường thể hiện qua mỗi trường hợp và hình ảnh trên. B, những cái hành vi trên, ngoài những cái hành vi trên thì em còn biết hoặc là chứng kiến những cái hành vi bạo lực học đường nào khác. Như vậy, ở trong câu A này thì những cái hành vi bạo lực học đường được thể hiện qua mỗi trường hợp và hình ảnh trên là: ở trường hợp 1 và hình ảnh 1 thì hành vi nói xấu, lảng tránh, cô lập T là hành vi bạo lực học đường. Ở trường hợp 2 và hình ảnh 2 là hành vi xúc phạm, gạt chân khiến H bị ngã là hành vi bạo lực học đường. Rồi một số cái hành vi bạo lực học đường khác như là lăng mạ, chế giễu bạn, xua đuổi, lảng tránh bạn, nói xấu, tung tin đồn không chính xác về bạn. Thì biểu hiện của bạo lực học đường là: các hành vi bạo lực thể chất như hành hạ, ngược đãi, đánh đập, xâm hại thân thể, sức khỏe và các hành vi khác cố ý gây tổn thất về thể chất của người khác. Các hành vi bạo lực về tinh thần như lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn thất về tinh thần của người khác. Hành vi chiếm đoạt, hủy hoại, gây tổn thất tài sản của người khác. Các hành vi bạo lực trực tuyến như là nhắn tin, gọi điện, sử dụng hình ảnh cá nhân để uy hiếp, đe dọa, ép buộc người khác làm theo ý mình hoặc là lăng mạ, bôi nhọ nhân phẩm người khác. Lập hoặc là tham gia các nhóm trên mạng để cô lập, tẩy chay một cá nhân hoặc là nhóm khác. Số 2 nhỏ, nguyên nhân và hậu quả. Nguyên nhân và hậu quả của bạo lực học đường. Em hãy đọc tình huống và trả lời câu hỏi. Tình huống 1.
Do xem nhiều phim ảnh bạo lực nên H thay đổi tính tình hay nổi nóng, dễ gây gổ với bạn bè xung quanh. Một lần ở trường, H đã cãi nhau và định đánh bạn, mọi người khuyên can nên H mới dừng lại. Sau sự việc này thì H đã bị nhà trường cảnh cáo và phải xin lỗi bạn. Tình huống 2, vì thích thể hiện mình là người mạnh mẽ nên V đã lôi kéo các bạn thành lập một nhóm chuyên đi dọa dẫm, bắt nạt các bạn khác. Điều đó làm cho các bạn trong lớp lo lắng bất an khi nhìn thấy nhóm của V. Câu hỏi A, theo em những cái hành vi nào của các nhân vật trong từng tình huống trên là hành vi có tính chất bạo lực học đường? B, nguyên nhân và hậu quả của những hành vi đó là gì? Thì ở câu A, những cái hành vi có tính chất bạo lực học đường ở tình huống 1 đó là hay nổi nóng gây gổ với bạn bè xung quanh, cãi nhau và định đánh bạn. Còn tình huống 2 đó là dọa dẫm, bắt nạt bạn bè. Thì nguyên nhân và hậu quả của những hành vi đó, nguyên nhân đối với tình huống 1 là do ảnh hưởng của việc xem nhiều phim ảnh bạo lực. Tình huống 2 vì thích thể hiện mình là người mạnh mẽ. Hậu quả đối với tình huống 1 thì H bị nhà trường cảnh cáo và phải xin lỗi bạn. Tình huống 2 là V không được các bạn xung quanh yêu quý. Nguyên nhân của bạo lực học đường, nguyên nhân chủ quan, sự thiếu hụt kỹ năng sống, thiếu sự trải nghiệm thích thể hiện bản thân, tính cách nông nổi bồng bột, nguyên nhân khách quan như thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình, những tác động tiêu cực từ môi trường xã hội. Hậu quả của bạo lực học đường, người gây ra bạo lực học đường cũng có thể bị tổn thương về thể chất tinh thần như bị lệch lạc nhân cách, phải chịu các hình thức kỷ luật, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Người bị bạo lực học đường có thể bị tổn thương về thể chất tinh thần, giảm sút kết quả học tập và rèn luyện. Đối với gia đình, bạo lực học đường có thể gây ra không khí căng thẳng, bất an, tổn hại về vật chất, xã hội nếu thiếu an toàn và lành mạnh. Tiếp theo phần luyện tập. Số 1 nhỏ, những hành vi nào dưới đây là bạo lực học đường vì sao? A. Chụp trộm hình ảnh của một bạn khác và gửi cho nhóm bạn để bàn tán chế giễu. B. Lấy đồ ăn sáng của bạn khác. C. Bịt tai mỗi khi một bạn học sinh phát biểu hoặc là nói chuyện. D. Nhại giọng bắt chước một cách thiếu tôn trọng. E. Gửi những tin nhắn, hình ảnh, video, bài viết nhằm gây tổn thương, tra tấn bạn khác. G. Véo tai, giật tóc một bạn khi đang nô đùa. H. Mượn đồ dùng học tập của bạn nhưng quên không trả lại. Thì các em hãy cho biết là những cái hành vi nào là hành vi bạo lực học đường và vì sao. Thì ở trong câu số 1, những cái hành vi bạo lực học đường đó là câu A. Hành vi chụp trộm là cái hành vi xúc phạm danh dự của bạn bị chụp trộm. Đây là cái hành vi bạo lực về tinh thần. B. Vì cái hành vi lấy đồ ăn sáng của bạn là hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác, đây là hành vi chiếm đoạt tài sản. D. Hành vi nhại giọng bắt chước thiếu tôn trọng là cái hành vi lăng mạ xúc phạm danh dự của bạn, đây là hành vi bạo lực về tinh thần. E. Việc gửi tin nhắn, video, bài viết là cái hành vi gây tổn hại, tra tấn, bôi nhọ danh dự bạn, đây là hành vi bạo lực trực tuyến. G. Hành vi véo tai giật tóc là hành vi làm tổn hại đến thân thể bạn, đây là hành vi bạo lực thể chất. Tiếp theo số 2 nhỏ, trong một buổi hoạt động ngoại khóa về phòng chống bạo lực học đường, có ý kiến cho rằng bạo lực học đường chỉ gây tổn hại tới người bị bạo lực. Em có đồng ý với ý kiến này không, vì sao? Thì chúng ta thấy là chúng ta không đồng ý với ý kiến trên vì khi bạo lực học đường không chỉ có người bị bạo lực bị tổn hại mà ngay cả người gây bạo lực cũng bị tổn hại.
Chẳng hạn như người gây ra bạo lực học đường cũng có thể bị tổn hại về thể chất, tinh thần, bị lệch lạc về nhân cách, phải chịu các hình thức kỷ luật, thậm chí nặng hơn là bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Người bị bạo lực học đường thì có thể là bị tổn thương về tinh thần, thể chất, ảnh hưởng đến kết quả học tập và rèn luyện. Tiếp theo, câu số 3, K và C đều là học sinh lớp 7A do xích mích với nhau trên mạng xã hội. K đã hẹn gặp C để giải quyết mâu thuẫn, tuy nhiên khi gặp nhau hai bạn đã xảy ra xô xát. A, theo em ai là người bị bạo lực học đường trong tình huống trên? B, em hãy chỉ ra nguyên nhân và hậu quả của bạo lực học đường trong tình huống đó. Thì chúng ta thấy ở câu A, cái tình huống trên thì cả K và C đều là người bị bạo lực học đường vì cả hai bạn đều tổn thương nhau về cái thể chất và tinh thần. Còn nguyên nhân ở đây, nguyên nhân của tình huống trên đó là do hai bạn K và C có xích mích với nhau trên mạng xã hội, hậu quả là hai bạn đã xảy ra xô xát, bị thương về thể chất. Tiếp theo câu 4, em hãy kể một số trường hợp bạo lực học đường mà em biết, chỉ ra nguyên nhân hậu quả của tình huống bạo lực học đường đó. Thì chúng ta nhớ lại xem chúng ta đã chứng kiến hoặc là mà chúng ta biết, để mà tức là chúng ta đã biết chứng kiến biết một số cái trường hợp bạo lực học đường, thì chúng ta hãy chỉ ra và nêu hậu quả của tình huống bạo lực học đường đó. Ví dụ như là trong lớp một bạn gia đình khá giả, bố mẹ nuông chiều và bận làm việc nên không có nhiều thời gian bên cạnh, nên bạn rất là nghịch và thường xuyên bắt nạt các bạn khác trong lớp. Bạn đó thường xuyên chặn các bạn khác ở cổng trường và dọa đánh nếu không làm theo lời bạn đó bảo. Có một lần bạn đã bị thầy cô bắt gặp vì hành vi bắt nạt bạn bè. Ngay sau đó bạn đó đã bị nhà trường thầy cô kỷ luật vì hành vi bắt nạt dọa đánh bạn bè. Trong cái tình huống này thì nguyên nhân là do bố mẹ nuông chiều và thiếu sự quan tâm của bố mẹ. Hậu quả là bạn đó đã bị nhà trường thầy cô kỷ luật vì cái hành vi bắt nạt dọa đánh bạn bè. Rồi tiếp theo là phần vận dụng một. Số 1 nhỏ là em hãy thiết kế một cái sản phẩm tuyên truyền. Thì các em có thể là dùng tranh vẽ, video với các thông điệp và truyền thông về nguyên nhân và hậu quả của bạo lực học đường. 2 là em hãy cùng bạn xây dựng một cái tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm như là nhạc kịch về chủ đề phòng chống bạo lực học đường và trình bày trong tiết học sau. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn giáo dục công dân lớp 7 của sách Cánh Diều. Thì sau khi xem xong các em thấy thích thì hãy chia sẻ mọi người cùng xem và đừng quên đăng ký kênh thầy Lim để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt, cô chào tạm biệt các em.